Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay dành thời lượng cho thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, đầu tư công là đầu tư vào các chương trình dự án phục vụ dân sinh và những dự án nằm trong danh mục đầu tư công tạo ra nền tảng quan trọng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho tiến trình xây dựng phát triển của mỗi địa phương. Tại thành phố Vũng Tàu, đầu tư công luôn được các cấp các ngành chức năng quan tâm thực hiện. Trên cơ sở nguồn vốn được cấp, mỗi năm thành phố Vũng Tàu thực hiện nguyên tắc phân bổ kinh phí tập trung cho các dự án chuyển tiếp và theo thứ tự ưu tiên nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của địa phương. Đây là nét mới trong điều hành thực hiện vốn đầu tư công những năm gần đây của thành phố. Và kết quả đạt được là tiền đề để thành phố Vũng Tàu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2020, năm tăng tốc về đích để hoàn thành kế hoạch giai đoạn 5 năm 2016-2020. Nhìn lại kết quả đạt được trong năm 2019, đầu tư công của thành phố Vũng Tàu là lĩnh vực được tỉnh đánh giá cao. Trong năm vừa qua, trên địa bàn thành phố có 128 dự án đầu tư công hoàn thành bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng kinh phí 379 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm. 44 công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh với kinh phí 630,2 tỷ đồng, đạt 93,03% kế hoạch vốn được giao, tăng 10% so với năm trước đó. Và mức đạt này là kết quả cao nhất từ trước đến nay. Để có được kết quả tốt đẹp, căn cứ vào kế hoạch vốn được bố trí cho đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban chuyên môn. Và năm nay tập trung vào cái khởi công mới nên là cái vốn của cái chuyển tiếp tập trung đẩy nhanh tiến độ và nên là cái tỷ lệ giải ngân nó đạt cao hơn. Ban quản lý dự án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan như Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Quỹ đất để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, đối với những dự án có đầy đủ mặt bằng, ban quản lý dự án triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công để tăng cường cái nguồn vốn giải ngân nhưng vẫn phải đảm bảo công tác an toàn lao động và chất lượng công trình. Quá trình thực hiện dự án đầu tư công, các bước triển khai đều tiến hành chặt chẽ, bồi thường giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trong đầu tư công tại thành phố Vũng Tàu, nhóm dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và hạ tầng giao thông được tập trung hơn. Riêng năm 2019, thành phố Vũng Tàu bố trí 210 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng và xây mới nhiều trường học quy mô, có cơ sở 2 trường tiểu học Hòa Bình ở phường 5, mở rộng trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ở phường Rạch Dừa, trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình ở phường 10. Thành phố cũng đã sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông trọng điểm nhằm tạo thêm sự khang trang cho phố biển, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động du lịch. Đối với 3 dự án tái định cư, thành phố Vũng Tàu tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cho những dự án trọng điểm: khu tái định cư Tây Bắc đường A3, khu tái định cư phường Thắng Nhất, khu tái định cư 10 ha phường 10. Năm 2020, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh sẽ diễn ra. Nhiệm vụ kiến thiết đô thị càng được đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm. Thành phố Vũng Tàu đã được tỉnh bố trí hơn 1.200 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản, gấp đôi nguồn vốn năm 2019. Nguồn vốn thành phố dành cho đầu tư công cũng lên đến gần 600 tỷ đồng. Trong quản lý điều hành hoạt động đầu tư công thì Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu luôn nhất quán những tiêu chí phải sử dụng đồng vốn hiệu quả, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng công trình. Vậy thì các giải pháp được Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thực hiện trong quản lý điều hành hoạt động đầu tư công là gì? Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ thông tin đến quý vị. Vâng, xin chào ông. Ông có thể cho biết các cái giải pháp chúng ta sẽ triển khai là như thế nào ạ? Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đặt ra mục tiêu thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và sử dụng đồng vốn một cách tiết kiệm phù hợp nhất. Do đó thì ngay từ đầu năm thì thành phố đã báo cáo ban thường vụ để tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ. Thành phố xây dựng rất là nhiều cái giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến việc giao trách nhiệm cho các ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư,
các đơn vị làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng ban tổ chức triển khai các dự án, và đặc biệt là sự phối hợp của các phòng ban cùng với phường xã trong việc tổ chức xét duyệt hồ sơ bồi thường cũng như vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án và bàn giao mặt bằng để tổ chức triển khai thi công dự án theo tiến độ. Và cái giải pháp quan trọng nhất thì vẫn là cái công tác triển khai các giải pháp đồng bộ để làm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc nhà đầu tư có mặt bằng để triển khai. Đối với nội dung này thì thành phố vẫn nhất quán quan điểm chỉ đạo của thành ủy, đó là tất cả các cá nhân, các đơn vị làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải xác định mình là đứng trên vai trò của người có đất bị thu hồi để tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người dân được đảm bảo. Để triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư công thì cần có sự phối hợp giữa các cái phòng ban chuyên môn. Như vậy thì trong đó phòng tài nguyên môi trường thì đóng một cái vai trò chủ đạo. Ông có thể cho biết là các cái giải pháp mà phòng tài nguyên môi trường đã triển khai là như thế nào ạ? Đối với chức năng nhiệm vụ được giao thì phòng tài nguyên môi trường luôn luôn là chủ động tập trung cho công tác thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành các cái thông báo thu hồi đất, khảo sát giá đất, thẩm tra nguồn gốc đất, thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các cái quyết định phê duyệt thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đến cho từng hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi trong vùng dự án. Ngoài ra thì chủ động kịp thời tham mưu để trả lời những cái thắc mắc, kiến nghị và phản ánh của công dân và liên quan đến cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngay từ cuối năm 2019 thì phòng đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư mà được giao để thực hiện các cái dự án đầu tư công do nhà nước thu hồi đất và sẽ được khởi công trong năm 2020 để xây dựng kế hoạch khảo sát giá đất của Ủy ban nhân dân thành phố để trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt cái giá đất của dự án. Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố cho các đơn vị tư vấn làm việc với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu với cán bộ địa chính của 17 phường xã để thu thập các thông tin chuyển nhượng sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình cá nhân thì có những phương án về giá đất khảo sát của công trình đó trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để quyết định, đảm bảo thời gian sau khi kiểm kê xét duyệt nguồn gốc quá trình sử dụng đất trình hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của thành phố xem xét thì đã có giá đất cụ thể của dự án, triển khai công khai danh mục dự án có đất thu hồi để thực hiện trong năm 2020 đến với 17 Ủy ban nhân dân phường xã và triển khai đến từng khu phố nơi thực hiện dự án để người dân được biết, đồng thuận và ủng hộ với chủ trương của nhà nước khi thực hiện thu hồi đất. Thưa quý vị, để điều hành hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn, giải ngân đúng tiến độ, chất lượng công trình, Đảng bộ chính quyền thành phố Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong số các giải pháp này, thành phố Vũng Tàu luôn đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời hạn chế thấp nhất việc phát sinh các nhu cầu vốn làm tăng áp lực cho ngân sách, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công. Chương trình địa phương trên đường phát triển đến đây xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai phát sóng lúc 17:50 với điểm đến là huyện Xuyên Mộc.